khẳng định vẫn ưu tiên dưỡng bệnh. Sau 2 tháng xuất viện, Mai Phương vừa đi quay một chương trình, nữ diễn viên khẳng định vẫn ưu tiên dưỡng bệnh. Cũng theo chia sẻ của Mai Phương, chiều nay cô sẽ tái khám bệnh ung thư phổi. Mới đây Mai Phương đi ghi hình cho một chương trình, đây là lần đầu tiên cô trở lại với công việc sau 2 tháng xuất viện. Nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ ở hậu trường buổi ghi hình. Trở lại với công việc, Mai Phương khiến không ít người lo lắng bởi cô đang mắc bệnh ung thư phổi. Đừng ai la, đừng ai trách, sao em liều, sao em cố gắng quá, sợ em mệt. Nhưng mọi người thông cảm cho em nhé, đã là công việc, là đam mê, thì khi bước lên sân khấu thì chỉ có cháy thôi. Lửa nhỏ, lửa to, lửa hiu hiu, lửa nào cũng phải cháy. Đặc biệt giữa bao người yêu thương như thế, lại càng thăng hoa, quên hết mệt và đau, Mai Phương chia sẻ. Cũng theo chia sẻ của Mai Phương, sau buổi ghi hình, cô bị đau chân, mỏi vai, lưng và cánh tay, nổi mụn nhiều hơn do trang điểm. Tuy nhiên, đây chỉ là những triệu chứng tức thời bên ngoài. Nữ diễn viên trấn an mọi người tình hình bệnh tình vẫn ổn, đồng thời khẳng định hiện vẫn ưu tiên dưỡng bệnh. Mai Phương khoe ảnh khỏe mạnh, hạnh phúc bên con gái sau hơn 3 tháng chống chọi bệnh ung thư. Sau gần 2 tháng xuất viện để điều trị ngoại trú căn bệnh ung thư phổi, đến hiện tại sức khỏe của Mai Phương đã dần ổn định và có tiến triển rất tốt. Nếu như vào tháng 10 vừa qua mẹ con Mai Phương đã về quê nội ở Quảng Trị nghỉ dưỡng, thì mới đây cô lại thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc gian cùng con gái Lavi trên trang cá nhân. Thông qua hình ảnh, nữ diễn viên chia sẻ có thể thấy rõ sắc mặt cô đã hồng hào, tươi tắn hơn hẳn trước đây. Phía dưới phần bình luận, Mai Phương cũng tiết lộ với bạn bè về tình hình sức khỏe hiện tại đang ổn định và đã tốt hơn rất nhiều. Cách đây mấy ngày, nữ diễn viên đã tiết lộ sức khỏe của mình cho bạn bè. Cô cho biết cơ thể đáp ứng thuốc rất tốt. Hôm nay Phương chia sẻ tình hình cho mọi người yên tâm nhé. Tình hình của Phương hiện tại vẫn đáp ứng thuốc tốt, chỉ mỏi vai và nổi mụn do tác dụng phụ của thuốc thôi à, cả nhà an tâm nhé. Có lẽ thời gian vừa qua, ngoài việc theo sát phác đồ chữa bệnh thì Phương bắt đầu cho mình thời gian nghỉ ngơi và làm công việc mình yêu thích như cắm hoa, tập lại yoga, học đàn. Nhưng thích nhất là ở bên con gái Lavi nhiều hơn, có thời gian quan sát và đồng hành cùng con nhiều hơn, cô viết. Trước đó, thông tin Mai Phương phải điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối gây xôn xao cộng đồng mạng. Ngay khi biết tin, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đã cùng chung tay kêu góp để giúp đỡ Mai Phương giảm bớt gánh nặng, viện phí. Sau một thời gian tích cực điều trị, Mai Phương đã được cho xuất viện khi bệnh tình có dấu hiệu thuyên giảm. Hành động đáng ngờ, Phùng Ngọc Huy bị nghi ngờ nhung nhớ và muốn tái hợp với Mai Phương. Dù chuyện tình cảm của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đã là quá khứ, nhưng công chúng vẫn hy vọng cặp đôi có thể tái hợp. Nhiều tháng qua, cái tên Phùng Ngọc Huy và Mai Phương nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Được biết, do một số trục trặc về giấy tờ nên nam ca sĩ không thể về Việt Nam chăm sóc mẹ con Mai Phương khi bạn gái cũ bị ung thư phổi. Dù vậy, anh vẫn nói chuyện và hỏi thăm cô thường xuyên. Đặc biệt ở nước Mỹ xa xôi, nam diễn viên vẫn tích cực tham gia các hoạt động quyên góp tiền để Mai Phương có thêm kinh phí chữa bệnh hiểm nghèo. Qua những hành động này, công chúng cho rằng cặp đôi vẫn còn tình cảm và hy vọng cả hai sẽ tái hợp để cho con gái có một gia đình trọn vẹn. Mới đây, Phùng Ngọc Huy tiếp tục khiến khán giả có thêm hy vọng về khả năng tái hợp. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam diễn viên vừa chia sẻ ảnh đời thường cùng dòng tâm trạng ngẫn ý. Nhớ về em, nhớ những lúc cô đơn trở về. Chưa dừng lại, anh còn đăng kèm theo biểu tượng trái tim ngọt ngào. Ngay sau khi đăng tải, dòng tâm trạng của nam ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Dưới bình luận, Ốc Thanh Vân để lại bình luận trêu chọc em nào. Sau đó, một dân mạng thay lời nam diễn viên vào trả lời Mai Phương đó. Sẽ không có gì đáng chú ý nếu như nam diễn viên không nhấn nút like của bình luận này. Tuy sau đó anh đã giải thích rằng câu nói này chỉ là viết đại, dù vậy người hâm mộ vẫn hy vọng chuyện tình cảm có duyên không phận của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy sẽ có cái kết đẹp hơn. Người hâm mộ hy vọng dòng tâm trạng Phùng Ngọc Huy vừa chia sẻ là dành cho mẹ con Mai Phương. Quản lý cũ tiết lộ, Hoài Linh không còn muốn nhắc đến con nuôi Hoài Lâm.
Hoài Linh không còn can thiệp vào sự nghiệp của con nuôi. Và anh nói rằng, lộc tổ của Hoài Lâm chỉ tới đó. Giữa tháng 10 năm 2018, quản lý của Hoài Lâm thông báo, nam ca sĩ hủy show ở Đà Nẵng. Đồng thời đưa ra quyết định, sẽ tạm ngưng ca hát, đến năm 2020. Chứng kiến sự nghiệp tuột dốc của Hoài Lâm, Hoài Linh hờ hững nói, sự nghiệp của Hoài Lâm không còn nằm trong tay tôi nữa, xuống hay lên, là do nó biết giữ hay không. Tôi đã dặn rồi, nhưng nó không nghe thì đành chịu. Lâm thích nhạc trẻ lắm, vì nó còn trẻ mà. Nhiều người trong giới bảo, Hoài Linh giận Hoài Lâm đến mức, không thèm nhìn mặt. Nhưng danh Hải cho biết, tôi không giận, nhưng nói nhiều lần, mà không biết nghe thì thôi. Hơi đâu phải mắc công, để dưỡng chút hơi thở cuối cùng. Quản lý cũ của Hoài Lâm, trong lần nói chuyện với Hoài Linh, về vấn đề này, cũng cho biết, Sáu Bảnh đã nản, không còn muốn nhắc đến con nuôi. Người này tiết lộ khi nhắn tin, Hoài Linh nói, lộc của nó chỉ đến đó, có mà không biết giữ, đành chịu thôi. Quyết định của quán quân. Gương mặt thân quen mùa 2, không quá đột ngột, nhưng khiến không ít người trong nghề, lẫn khán giả hoang mang, tiếc nuối. Đàm Vĩnh Hưng cũng nói rằng, 2 năm là quá nhiều, và sợ người hâm mộ, sẽ lãng quên, khi ca sĩ vắng bóng quá lâu. Trên thị trường âm nhạc, Mỹ Đàm cũng sẵn sàng hỗ trợ cho anh, về mặt tiền bạc hay chuyên môn. Trước đó, Hoài Lâm cũng có nhiều hành động gây thất vọng, khi liên tục hủy show, với lý do sức khỏe. Thậm chí, anh còn nhiều lần đứng trên sân khấu và xin lỗi khán giả. Vì bị mệt, khản giọng đến mức không hát được. Nam ca sĩ sinh năm 1995, còn bị đồn dùng chất kích thích, khiến sự nghiệp bị hủy hoại. Tuy nhiên, quản lý của Hoài Lâm đã bác bỏ tin đồn này, và khẳng định, sức khỏe của ca sĩ chỉ mới gặp vấn đề. Trong vài tháng trở lại đây, nên khó đảm bảo một đêm diễn trọn vẹn. 2 năm gần đây, Hoài Lâm liên tục hứa hẹn với fan sẽ sớm ra mắt sản phẩm âm nhạc. Thế nhưng, các dự án này bị lùi lại không thời hạn, mà phía anh không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng nào. Con nuôi Hoài Linh cũng liên tục nói rằng, anh sẽ tạm xa một thời gian, để khi tinh thần ổn định, sẽ trở lại với người hâm mộ. Thế nhưng, tình trạng của anh không được cải thiện, cho đến khi thông báo tạm ngưng ca hát, trong 2 năm. Gần đây, bạn gái Hoài Lâm, khi trả lời người hâm mộ, nói rằng, người yêu sẽ không bỏ nghiệp, bởi nó đã vận vào người. Cô nói thêm rằng, bạn trai cần thêm thời gian, để trở lại với tâm thế mới. Dù thất vọng, người hâm mộ vẫn chờ đợi, Hoài Lâm sớm trở lại. Với âm nhạc, nơi mà anh từng nói, mình thuộc về nó, từ khi sinh ra. Bảo Anh lên tiếng khi bị tin đồn là người thứ ba phá hủy gia đình Quang Huy. Nữ ca sĩ Bảo Anh vừa lên tiếng về tin đồn cô là người thứ ba khiến gia đình người ông bầu Quang Huy đổ vỡ. Cô cho biết rất bức xúc khi phải giải thích những thông tin vô căn cứ. Tối ngày 29 tháng 10, Bảo Anh lần đầu lên tiếng về tin đồn là người thứ ba phá hoại gia đình Quang Huy Phạm Quỳnh Anh. Trên trang cá nhân, cô nhắn nhủ đừng cố tình chà đạp lên nhân phẩm và cuộc đời của người khác chỉ bằng câu nghe đồn rằng. Nữ ca sĩ cho biết chưa bao giờ nghĩ đến cảnh phải đi giải thích tin đồn cho đến gần đây. Cá nhân tôi chưa bao giờ đi giải thích cho việc mình không làm. Nhưng tin đồn người thứ ba ảnh hưởng đến đạo đức cá nhân và gia đình tôi, ảnh hưởng đến công việc và những khán giả yêu thương tôi, cô viết. Tôi nghĩ rằng mình cần nói một lần và duy nhất vì đó là trách nhiệm với những ai đang lo lắng cho tôi. Những ngày này tôi thực sự hiểu rằng sự bình an của gia đình tôi là quan trọng nhất, Bảo Anh giải thích về quyết định lên tiếng. Giọng ca như lời đồn xác nhận đã nhờ luật sư giải quyết những tin đồn thất thiệt. Sau khi luật sư gửi công văn, các trang mạng đăng tải tin tức, người thứ ba đã phải gỡ bỏ và gửi lời xin lỗi. Trước đó, hôm ngày 25 tháng 10, phía Bảo Anh cho biết đã ủy quyền luật sư làm việc với các bên đăng tải thông tin cô là người thứ ba khiến gia đình Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh tan vỡ. Theo người đại diện, nữ ca sĩ 26 tuổi lo lắng hình ảnh và danh dự cá nhân của cô có thể bị hủy hoại nếu tin đồn thất thiệt tiếp tục được phát tán. Phía Bảo Anh yêu cầu bên phát tán thông tin có gửi lời xin lỗi chính thức và gỡ bỏ các bài viết chưa được kiểm chứng. Bảo Anh là nữ ca sĩ có nhiều bản hit ăn khách với giới trẻ, cô hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư dù vướng vô số tin đồn tình cảm. Tháng 10 năm 2016, cô công khai yêu Hồ Quang Hiếu, họ chia tay sau 2 năm hẹn hò. Cô gái trẻ bất ngờ bị nổ túi ngực 2.000 USD ngay trên máy bay.
Vi Trần cho biết khi lên máy bay trở về Việt Nam, cô cảm thấy khó chịu ở ngực, sau đó ngực phải sưng to, gây vỡ túi. Chiều qua 28 tháng 10, nam ca sĩ Quách Tuấn Du livestream trên trang cá nhân chia sẻ lại trường hợp nữ ca sĩ Vi Trần, Mai Tường Vi, người em kết nghĩa của anh vừa gặp sự cố nổ ngực trên máy bay hôm ngày 22 tháng 10. Được biết, trước đó cả hai vừa hoàn thành cuộc lưu diễn và đang trên chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam. Lúc này, Vi Trần nghe ngực trái có những âm thanh lạ giống như vỡ ra. Kể từ thời điểm này, ngực cô bị sưng vù lên đau đớn. Sau vài ngày, Vi Trần đến bệnh viện cấp cứu. Tin tức trên báo Tổ quốc cho biết thêm, vào bệnh viện kiểm tra, nữ ca sĩ được thông báo trường hợp của cô chỉ có 50% thành công. Lúc này, Tường Vi rất sợ, nhưng được bạn bè động viên nên nhập viện phẫu thuật luôn. Sau khi tỉnh lại, bác sĩ cầm hai túi ngực cũ bỏ vào túi ni lông đưa cho cô xem. Trong đó, một túi đã bị vỡ nát, dịch nhờn chảy ra ngoài túi ngực, khiến cô không khỏi sốc. Vi Trần cho hay, chi phí cô tăng trang vòng 1 cách đây 7 năm của vị bác sĩ trước đây là gần 2.000 USD, khoảng 44 triệu đồng. Sau phẫu thuật, cô được bác sĩ viết phiếu bảo hành trọn đời, nhưng hiện cô không thể liên lạc với bác sĩ này. Vi Trần đi hát từ những ngày tham gia vào các buổi họp mặt văn nghệ đội nhóm của nhà văn hóa lao động cùng với ca sĩ Quách Tuấn Du, Anh Tuấn, MTV. Cô đã có 18 năm trong nghề ca hát, chủ yếu hát ở phòng trà. Trên trang cá nhân, Vi Trần ghi danh xưng của cô là thánh nữ bolero đen